Hạnh Bồ Đề sâu dần, sinh ra các pháp bảo, thiện tài tâm rộng lớn, thăng hư không pháp giới, nổi mây dưới cam lộ, sinh thành tất cả quả, thiện tài thắp đèn pháp, tin tìm dầu từ bi, bình niệm quang công đức, diệt trừ tối ba độc, giác tâm cà là lã, bi bào thai từ thịt, Bồ Đề phần trí tiết, lớn nơi tạng Như Lai, tăng trưởng phước đức tạng, thành tịnh trí huệ tạng, khai xiển phương tiện tạng, sinh ra đại nguyện tạng. Đại trang nghiêm như vậy, cứu hộ các quần sinh, trong tất cả trời người, khó nghe khó thấy được. Cây trí huệ như vậy, dễ sâu không thể động, các hạnh dần tăng trưởng, che khắp các quần sinh. Muốn sinh tất cả đức, muốn hỏi tất cả pháp, muốn dứt tất cả nghi, chuyên cầu thiện tri thức. Muốn phá các hoặc ma, muốn trừ các thấy dơ, muốn mở trói chúng sinh, chuyên cầu thiện tri thức, sẽ diệt các đường ác, sẽ chỉ đường trời người, khiến tu hạnh công đức sớm vào thành niết bàn, sẽ độ các kiến nạn, sẽ chặt các lưới kiến, sẽ khô nước ái dục, sẽ chỉ đường ba cõi, sẽ làm tựa cho đời, sẽ làm sáng cho đời, sẽ thành thầy ba cõi, chỉ bày nơi giải thoát. Cũng sẽ khiến thế gian khắp lìa các tưởng chấp, khắp giác ngủ phiền não, khắp thoát bùn ái dục, sẽ rõ đủ thứ pháp, sẽ tịnh đủ thứ cõi, tất cả đều rốt ráo, tâm sinh đại hoan hỷ. Hạnh người rất điều nhu, tâm người rất thanh tịnh, những công đức muốn tu, tất cả sẽ viên mãn. Chẳng lâu thấy chư Phật, thấu đạt tất cả pháp, nghiêm tịnh biển các cõi, thành tựu đại Bồ Đề, sẽ viên mãn biển hạnh, sẽ biết biển các pháp, sẽ độ biển chúng sinh, tu các hạnh như vậy, sẽ đến công đức kia, sẽ sinh các phẩm lành, sẽ đồng với Phật tử, tâm quyết định như vậy, sẽ dứt tất cả hoặc, sẽ tịnh tất cả nghiệp, sẽ phục tất cả ma, đầy đủ nguyện như vậy, sẽ sinh diệu trí đạo, sẽ khai đạo chánh pháp, chẳng lâu sẽ xả lìa, hoặc nghiệp các đường khổ, các chúng sinh luân hồi, trầm mê trong các cõi, người sẽ truyền pháp luân, khiến họ dứt khổ luân. Người sẽ giữ giống Phật, người sẽ tịnh giống Pháp, người sẽ tập giống Tăng, ba đời đều khắp cùng. Sẽ dứt lưới các ái, sẽ xé lưới các kiến, sẽ cứu lưới các khổ, sẽ thành lưới nguyện này, sẽ độ cõi chúng sinh, sẽ tịnh các cõi nước, sẽ tập cõi trí huệ, sẽ thành cõi tâm này, sẽ khiến chúng sinh vui, sẽ khiến Bồ Tát vui, sẽ khiến chư Phật vui, sẽ thành hoan hỷ này. Sẽ thấy tất cả loài, sẽ thấy tất cả cõi, sẽ thấy tất cả pháp, sẽ thành tri kiến Phật. Sẽ phóng quang phá tối, sẽ phóng quang dứt nóng, sẽ phóng quang diệt ác, đầy trừ khổ ba cõi, sẽ mở cửa chư thiên, sẽ mở cửa Phật đạo, sẽ chỉ cửa giải thoát, khiến khắp chúng sinh vào, sẽ chỉ bày chánh đạo, sẽ dứt hẳn tà đạo, sinh tu hành như vậy, thành tựu đạo Bồ Đề. Sẽ tu biển công đức, sẽ độ biển ba cõi, khắp khiến biển quần sinh, thoát khỏi các biển khổ. Sẽ trong biển chúng sinh, vô cạn biển phiền não, khiến tu biển các hạnh, sớm vào biển đại trí. Người sẽ tăng biển trí, người sẽ tu biển hạnh, biển đại nguyện chư Phật, người sẽ đều đầy đủ. Người sẽ vào biển cõi, người sẽ quán biển chúng, người sẽ dùng trí lực, uống khắp biển các pháp. Sẽ thấy mây chư Phật, sẽ khởi mây cúng dường, sẽ nghe mây diệu pháp, sẽ khởi mây nguyện này, du khắp nhà ba cõi, khắp hoại nhà mê hoặc, khắp vào nhà Như Lai, sẽ hành đạo như vậy, vào khắp môn tam muội, du khắp môn giải thoát, trụ khắp môn thần thông, đi khắp nơi pháp giới, hiện khắp trước chúng sinh, khắp ở trước chư Phật, ví như nhật nguyệt quang, sẽ thành lực như vậy. Sở tu không động loạn, sở tu không nhiễm trước, như chim bay hư không, sẽ thành diệu dụng này. Ví như nhân đà la, lưới cõi trụ như vậy, người sẽ đều đi đến, như gió không chướng ngại. Người sẽ vào pháp giới, đến khắp các thế giới, thấy khắp Phật ba đời, tâm sinh đại hoan hỷ. Người nơi các pháp môn, đã được và sẽ được, sẽ sinh vui mừng lớn, không tham cũng không nhàm. Người là khí công đức, theo lời chư Phật dạy, tu hành Bồ Tát hạnh, thấy được kỳ đặc này, các Phật tử như vậy, ước kiếp khó gặp được, cũng thấy công đức đó, sở tu các diệu đạo. Người sinh trong loài người, đắc được lợi lành lớn, thấy được văn thù thảy, vô lượng các công đức, đã lìa các đường ác,
đã thoát nơi các nạn, đã vượt các khổ hoạn, lành thay chớ giải đãi, đã lìa bậc phàm phu, đã trụ bậc Bồ Tát, sẽ viên mãn bậc trí, sớm vào bậc Như Lai. Bồ Tát hạnh như biển, Phật trí đồng hư không, người nguyện cũng như thế, nên sinh vui mừng lớn. Các căn chẳng đời mỏi, trí nguyện luôn quyết định, gần gũi thiện tri thức, chẳng lâu đều thành mãn. Bồ Tát đủ thứ hạnh, đều vì điều chúng sinh, khắp tu các pháp môn, đừng có sinh hoài nghi. Người đủ phước khó nghĩ, cùng với tin chân thật, cho nên ngày hôm nay thấy được các Phật tử. Người thấy các Phật tử đều được lợi ích lớn, mỗi mỗi các đại nguyện, tất cả đều tin thọ. Người ở trong ba cõi hay tu Bồ Tát hạnh, cho nên các Phật tử chỉ người môn giải thoát, chẳng phải bậc pháp khí, cùng ở với Phật tử, dù trải vô lượng kiếp, chẳng biết được cảnh giới. Người thấy các Bồ Tát được nghe pháp như vậy, thế gian rất khó được, nên sinh vui mừng lớn. Chư Phật hộ niệm ngươi, Bồ Tát nhiếp thọ ngươi, hay thuận theo tu hành, lành thay trụ thọ mạng. Đã sinh nhà Bồ Tát, đã đủ đức Bồ Tát, đã lớn giống Như Lai, sẽ lên bậc Quán Đảnh, chẳng lâu ngươi sẽ được. Đồng với các Phật tử, thấy chúng sinh khổ não, đều đạt nơi an ổn, sẽ gieo giống